Ngày 15 tháng 6, đại diện phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tháng 1 năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC02 phát hiện một băng nhóm với hàng chục người có hoạt động cho vay lãi nặng. Đường dây cho vay lãi nặng do Trương Ngọc Tính, 31 tuổi, ngụ quận 6, cầm đầu. Nhóm này hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, nhắm đến nhóm người có thu nhập thấp, bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm. Thủ tục vay tiền rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu, số tiền cho vay dưới 10 triệu, lãi suất từ 30 đến 40% trên tháng. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, nhóm cho vay sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc, khủng bố giải tại nơi làm việc, nơi ở của bản thân người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền. Ngày 13 tháng 6, PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét tại hai địa chỉ ở quận 6, bắt 9 người, trong đó có Trần Ngọc Tính, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan. Qua xem xét ban đầu số tài liệu thu giữ, xác định nạn nhân của đường dây trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát hình sự, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.